Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hôm nay tôi đến để chúng ta cùng nhau học cách lấy bùa đuộc Trước khi bắt đầu thực hiện vụ Chúng ta cần phải nhắc đến tên của Allah tối cao Chúng ta nói Bismillah Rồi chúng ta rửa kỹ hai bàn tay của chúng ta ba lần Chúng ta nên cho nước vào trong các kẻ tay như thế này Rồi chúng ta lấy nước bằng tay phải cho vào miệng và mũi cùng lúc Rồi phun và hỉ ra sau đó chúng ta lặp lại 3 lần. Rồi chúng ta rửa toàn bộ gương mặt như thế này đến 3 lần. Rửa từ tay phải sang tay trái, rửa từ chân tóc trán đến cầm như bạn nhìn thấy trên video. Chúng ta rửa hai bàn tay 3 lần từ các đầu ngón tay đến khỏi cù trỏ như thế này. Bắt đầu rửa tay phải trước, kế đến là rửa tay trái. Rồi chui toàn bộ đầu của chúng ta một lần sau khi thấm nước, áp sát hai bàn tay vào chân tóc tráng bắt đầu chui từ đó đến phía sau gái và chui ngược lại từ gái đến chân tóc trắng như bạn đang nhìn thấy. Tuy nhiên, có thể chùi từ trước ra sau là được nếu tóc của bạn dày. Chùi tiếp hai tay mà không cần lấy nước lại, cho hai ngón tay trỏ vào vành tay trong và hai ngón tay cái ở vành tay ngoài bắt đầu chùi từ gái tay ngược lên vành tay. Rồi chúng ta rửa tiếp hai bàn chân từ đầu các ngón chân đến hai mắt cá và rửa ba lần bắt đầu bằng chân phải trước, kế tiếp là chân trái. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong vụ thuộc.